Chị ấy, có phải là chị gói bánh tét thuê tay nghề cao rồi rồi chị sắm được nhiều vàng không chị, để em biết em học nghề? Ai chắc dễ đấy. Trời, chị chỉ cười thôi. À dạ. Chưa có mối tình nào dắt vai. Trời ơi, thế này quay lên thì chắc trời ơi nhiều người hỏi thăm lắm, chắc là cái chắc là video này nhiều người coi lắm đây. Dạ. Có anh nào cưa vợ làm ai cho em nói. Dạ. Chắc chắn là người đẹp gói thì bánh ăn lại càng ngon nha các bạn. Đây, trước cửa chùa Ôn Lăng hay còn có tên là chùa Quan Âm. Một cái ngôi chùa cũng khá là đẹp của người Hoa. Các bạn nhìn thì cái kiến trúc mình thấy phía trước là có thế rồng trầu. Chùa Quan Âm. Rồi phía bên trong kia các bạn nhìn này, cũng một cái bức rồng rồi quan. Nhìn rất là đẹp. Tuấn Dương xin chào quý cô bác anh chị khán giả kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trong một video tiếp theo chia sẻ về cuộc sống Sài Gòn. Và thưa cô bác anh chị, đây là một cái thau đậu xanh đã được lột vỏ rồi các bạn ơi. Bình thường là đậu xanh là nó có cái vỏ màu xanh như thế này này, nhưng mà sau khi ngâm xong ấy là chúng ta sẽ lột cái vỏ ra, thì nó chỉ còn cái phần hạt này thôi đó. Thì những cái hạt đậu xanh này để làm gì thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các cô bác anh chị. Còn cái dây này đó các bạn, là dây này là dây cỏ lát, dây cỏ lát này để gói bánh tét đó. Đó, mình đã làm lộ bí mật rồi. Thì thưa cô bác anh chị, đây là những cái hình ảnh mà các cô, các chị đang chuẩn bị để làm bánh tét. Và các bạn có thể thấy là các cô đang lựa lá chuối, rồi lau lá chuối. Sau đó là các cô xếp vào thành từng từng tập một. Thì sắp xếp là cái lá lành, rồi cái lá hơi rách một chút, nói chung cứ để xen kẽ nhau để làm như thế nào đó cho nó kín, khi mà chúng ta gói lại nó phải kín á. Đây, còn đây thì một cô nữa đang nhổ lông. Bình thường cái này gọi là cái nhíp để nhổ râu, hoặc là nhổ lông lách, lông mi, lông mày. Nhưng mà hôm nay thì các cô nhổ lông heo, để lát xíu sẽ cho những cái này vào trong cái nhân của bánh tét. Đây, chúng ta sẽ bây giờ mình sẽ coi kỹ hơn từng các cái công đoạn. Trong đó cái công đoạn đây là công đoạn gói bánh này. Thì chúng ta sẽ xem cái nguyên liệu của nó là gồm những cái gì nhé các bạn. Đây các bạn, đây là gạo nếp. Gạo nếp đã được ngâm và để ráo nước rồi. Kế đó là một cái thau, này là thịt heo đây các bạn. Đây các chị đang gói, nhưng mà mình sẽ đợi các chị gói xong rồi coi các chị làm bắt đầu làm như thế nào, từng bước từng công đoạn một. Thì theo như mình quan sát ấy, là bánh tét ở đây thì sẽ có là thứ nhất là
gạo nếp này. Món thứ hai là đậu xanh. Món thứ ba là thịt heo đã được ướp. Đây, bắt đầu thì các cô sẽ trải cái lá chuối ra, xúc vào đó là một bát gạo. Sau đó chúng ta sẽ trang đều cái gạo ra. Rồi, kế tiếp là bỏ đậu xanh. Rồi, cho thịt heo vô. Thịt heo này cắt dạng như là sợi nha các bạn. Rồi, lại cho đậu xanh lên tiếp. Đó. Rồi, phủ tiếp một cái lớp gạo nếp. Rồi, sau đó thì gom nó lại. Quấn lá lại. Đó. Rồi, lấy một cái dây lát buộc. Đó, buộc cho nó chắc tay. Ồ, xoắn mấy vòng. Rồi. Rồi, kế đó là bắt đầu túm một đầu. Thì năm trước đó mình cũng đã coi gói bánh tét ở Trà Quân. Thì ở đó là những người mà chuyên gói, họ một ngày có thể gói hàng trăm chiếc, thậm chí hàng ngàn chiếc. Và người ta gói nhắm mắt gói các bạn, tức là làm tới cái mức mà thành một, như là một cái phản xạ rồi. Những cái lá được bịt ở phía bên đầu thì lật cái lớp lá chuối phía bên ngoài ra cho nó xanh, nhìn cho nó đẹp nhé các bạn. Lên cái đầu kia. Trong những ngày Tết thì ở miền Nam và miền Bắc thì nếu như miền Bắc thì thường hay gói bánh chưng, còn ở miền Nam thì các cô bác hay gói bánh tét. Thì có nhiều loại bánh tét, hoặc là bánh tét nhân mặn, hoặc là bánh tét chay. Thì đây là bánh tét nhân mặn này các bạn. Đây là gói cái này không cần phải khuôn nhá. Hôm trước mình đi đến cái khu Novaland đó, thì họ phải gói bằng khuôn, là gói bánh chưng. Còn bánh tét đây vậy. Rồi bây giờ lại tiếp tục cái chiếc thứ hai rồi các bạn. Rồi ở đây thì mình thấy có bốn người đẹp cùng tham gia là gói bánh. Đây thì vậy là có một người thì chuyên dạng như kiểu là định hình cái bánh lại. Sau đó thì có hai người sẽ gói bó tròn toàn bộ nó lại. Đây mình xem chị gái này thấy đeo vàng nhiều thì quay. Đeo vàng nhiều lại môi còn đỏ nữa. Nhìn dễ thương. Chị ấy, có phải là chị gói bánh tét thuê tay nghề cao rồi chị sắm được nhiều vàng không chị, để em biết em học nghề. Đó, chị cười thôi. À dạ. Chưa có mối tình nào dắt vai. Trời ơi, thế này quay lên thì chắc trời ơi nhiều người hỏi thăm lắm, chắc là video này nhiều người coi lắm đây. Dạ. Có anh nào chưa vợ làm ai cho em nói. Dạ. Thưa các bạn, là hôm trước đó thì mình đi chợ Tân Phước,
thì có một cô không biết là nói thật hay nói đùa cũng muốn là cưới chồng nước ngoài. Thì có một anh này là quốc tịch Mỹ, và có quen một cô Việt Nam, nói là rất thích cưới vợ Việt Nam, chỉ cần vợ là người Việt Nam là được. Nhưng mà nhìn cô này thì nhan sắc là 10 phần, cô kia mới 3 phần. Thì nếu mà giới thiệu cô này chắc là dạ. Anh khác à? Dạ, đây các bạn nhìn đây, những cái đòn bánh tét đã được sau khi mà làm xong, các bạn lại thấy mình thấy này, gói rất là chắc tay nhá. Và những cái dây này đó là được buộc theo thành từng lớp một này. Đó. Đó. Và đầu này thì còn buộc thắt nút lại. Đó, như vậy là chúng ta gói xong một cái đòn bánh tét. Phượng ơi, cái này mình luộc là bao lâu thì xong nhỉ? Dạ, này mình luộc khoảng 4 tiếng á. 4 tiếng mới xong. Xong rồi cái bánh này thì nếu mà trong điều kiện thường thì mình để được mấy ngày? Dạ, bánh cái này thì mình luộc thường là mình để khoảng 2 tuần. Để được 2 tuần luôn á. À. Mà để bên ngoài thôi, khỏi cần cho tủ lạnh. Treo lên. Khoảng 2 tuần. Đây, toàn người đẹp đến từ Bạc Liêu. Đây, chị này là chủ sị đây này các bạn này. Đó, xếp xong đây. Chị này cũng chưa có chồng luôn á, anh cũng đang niệm tình định tìm người ngoài á. Dạ. Chị ơi, chị quay mặt qua cho người ta xem cái chị. Chị nếu mà kêu qua em á. Dạ. Chị phải giới thiệu cho em cái nước ngoài nha. Dạ. Mà chị muốn, mình muốn đi nước nào? Iran, Iraq hay là Campuchia hay Lào? Việt Nam á, dạ. Đây là. Thịt heo ở đây là mình thấy là ướp với hành. Không biết trong có bột ngọt, bột canh không? Đường. À, không sử dụng bột ngọt. Đường với muối. Đường và muối. Ủa mấy chị, bánh tét này nếu mà ở dưới quê mình thì thường ăn vào gì, dịp nào? Giống như ngày nào mới gói ấy. Thường là dịp Tết ra. Còn ngày thường có gói không ạ? Dạ không anh. Dịp Tết với lễ đám giỗ gì á, bắt đầu mới gói bánh nè anh. Hả? Cái đầu này là cái gì? Đây chúng ta sẽ coi công đoạn xếp lá chuối. Dạ. Con chào cô Lộc. Dạ. Cô Lộc tới lâu chưa? Lúc 8 giờ sáng. 8 giờ sáng, làm tới bây giờ luôn. Ồ, thế rồi có ăn cơm chưa? Ăn rồi. Dạ. Lúc trước thì hồi sáng thì mình đãi đậu. Dạ. Đãi với đậu xanh á. Sáng là đãi đậu xanh, dạ. Rồi xong rồi cái qua tới lau lá. Dạ, tới lau lá, dạ. Bây giờ là cô xếp lá theo thành từng bộ để cho... Dạ, để lúc gói cho nó nhanh đúng không? Dạ, vâng. Thưa cô, cái lá chuối này là vậy là mình đi mua hay là mình phải hái? Mình đi mua ở chợ đầu mối. À dạ, đi mua chợ đầu mối. Dạ. Đây các bạn ơi, công sức của rất là nhiều người từ sáng đến giờ thì đây mình đếm mới được khoảng 10 đòn và bây giờ thì chắc sẽ chuẩn bị tăng cái tốc độ lên bởi vì là hồi sáng là lo chuẩn bị. Ở đây thì cái không gian là hơi bị chật nên là các cô khó để mà có cái không gian để mà thao tác. Đây vậy là dự kiến cái số lượng này khoảng mấy trăm đòn đấy cô Kim? Dạ
giờ mình gói khoảng 3 ngày luôn á, 500 á. Gói 3 ngày liên tiếp luôn á. Tự vì là mình sẽ phát cho người phạm phật thạch. Dạ. Mình như phạm phật thạch là để... mang tới tận bệnh viện luôn. Không, sáng ngày mai mình sẽ phát phiếu. À, sáng ngày mai là phát phiếu rồi. Phát phiếu. Dạ. Nói chung á là mình đi đặt rồi. Dạ. Thấy nó mắc quá mà không ngon nữa. Dạ. Mình ra mới nhờ cái chị mướn giùm mấy người dưới quê lên á. Dạ. Thợ á, thợ chánh á. Vâng. Người ta làm. Dạ. Thì nó có lợi hơn. Dạ. Được nhiều bánh hơn nữa. Vâng. Mà thợ chánh thấy xinh đẹp quá trời mà lại chưa có người yêu này, thấy đang tính là giới thiệu cho Việt Kiều đây á. Đó. Đấy, chị gái này cười rất là duyên nhá. Mà chị gái tên gì chưa thấy nói nhỉ? Em tên Loan. Loan. À, Loan. Dạ, rồi cảm ơn chị Loan. Chị Loan năm nay nhiêu tuổi nhỉ? 27 tuổi. Dạ, rồi cảm ơn chị. Dạ thưa cô, thì như cô cháu của mình cũng có nói ở cái video clip trước đó, thì cũng mình cũng muốn là chăm lo cái đời sống cho bà con nghèo, thì cô cũng muốn là làm những các cái phần như là bánh tét hoặc là thịt kho bột vịt đó, trứng thịt kho bột vịt, những cái món để mà giúp bà con nghèo ăn Tết. Thì sau khi cái video clip đó đăng tải đó thì có con cũng nhận được cái số tiền là của hai nhóm nhà hảo tâm. Đầu tiên là của nhóm từ thiện Phước Hải ở Úc Châu có gửi thêm gửi cho con là số tiền là 10 triệu để chăm lo Tết cho người nghèo. Và cái chương trình gói bánh tét thì có chị Cathy Dương từ Oklahoma có gửi là 450 đô. Thì con xin phép là gửi tổng cộng cô cái số tiền ở đây là 20 triệu để chung tay với cô để làm những các cái phần bánh tét rồi thịt kho hột vịt để phát cho bệnh viện Phạm Ngọc Thạch với lại người nghèo. Thì qua đây thì cũng xin cảm ơn cô, thấy là các cô rất là vất vả mà gói được những cái đòn bánh tét này, làm từ sáng đến bây giờ rồi lại còn phải đun 4-5 tiếng nữa mới xong, rồi sau đó lại mang tới là phát, nên là cái công phải nói là rất là chứa tràn cái tình cảm ở trong đó. Dạ. Bây giờ Dương sẽ đồng lai chào hai anh chị nha. Dạ, vâng. Nói chung là nãy tiếng Dương. Dạ, là nhóm từ thiện Phước Hải với lại Cathy Dương. Vâng. Thì chung là nói xa hơn nữa là rất là vui mừng luôn được sự hỗ trợ của anh chị, mặc dù các anh chị ở nước ngoài, nhưng mà cũng không quên nghĩ tới cái Tết của quê hương mình, những người nghèo, người ở còn đang kẹt ở bệnh viện. Thì đầu tiên á, thì giống như của khoa mình đặt cho nó dễ chút xíu, nó không phải cực, nhưng mà đi đặt thì nó mắc quá. Yeah. Nó mắc mà nó không ngon nữa. Yeah. Thì mới là bây giờ một số thợ ở Bạc Liêu lên, yeah, người ta sẽ làm cho mình rồi mình sẽ trả công. Yeah. Thì nó sẽ đẻ ra được nhiều cái phần nữa, yeah, phần bánh tét nữa, yeah, phần nữa để dành tiền á, thì mình sẽ làm thêm nhiều sức nữa cho bà con nghèo. Yeah. Nói chung là trong tình hình dịch bệnh này á, người nghèo còn rất là nhiều. Yeah. Mình cho được những người nào có duyên với mình thôi, chứ thật sự là không thể cho hết được. Dạ. Yeah. Cái này là cũng là hết sức của trên sự hiện nay là cũng như có những cái của mình rất là nỗ lực để cho bà con nghèo được có được những cái phần quà Tết, dạ, Tết ấm cúng tình thương của tất cả những bà con gửi đến. Chính ra là mình sẽ phát nhầm hai mấy Tết thì cho nó có cái không khí Tết hơn, nhưng mà do gì ai cũng phải bận rộn, dạ, mấy ngày này phải đi cúng mã rồi đi làm lâu hết, thành ra thôi cho bà con nghèo mình ăn Tết trước. Dạ. Nói gì quan hệ như vậy, dạ, thì thôi thì nói hơn là thay mặt cho những bệnh nhân của mình phòng thật, bà con nghèo của tất cả thành phố Sài Gòn tới hưởng nhận được phần quà này. Cảm ơn tất cả chị rất nhiều luôn. Rồi. Mong là
được sự hỗ trợ, mặc dù là bây giờ là chờ thế này, nhưng mà nếu ai có điều kiện nữa thì nhóm những hoạt động. Vâng. Thì nếu mà có những cái phát sinh nào đấy, mình thì định là chương trình này sẽ là kết thúc. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà có phát sinh gì đấy thì con sẽ vẫn cứ tiếp nhận, để mong muốn là sẽ cố gắng để truyền tải tới được cho nhiều người hơn. Dạ, để mọi người chung tay. Thì nếu mà có bất cứ cái sự hỗ trợ nào trước Tết ấy, thì con cũng sẽ chuyển tới cô, để cô, các cô, chú, anh chị trong nhóm để chia sớt với những bà con. Dạ. Qua đây cũng nói thêm một phần quà của mình thì gần có là một lần Tết. Dạ. Thì hồi nãy chưa có quay thấy rồi. Dạ. Một ba cục thịt. Dạ. Một hoặc hai cái trứng thì cũng chưa có biết là để vô cái hũ nó vừa hay không. Dạ. Là của bên chỗ anh Thắng có gửi thì ngày mai là sẽ tặng tiếp là 2 tấn. Rồi. Dạ. Còn cái những cái kem đánh răng rồi những cái bóp nữa thì mình sẽ gửi luôn cho những cái bà con nghèo. Dạ. Nhận luôn trong cái cuối năm này. Vâng. Những món quà mình nhận. Rồi, con cảm ơn. Thì đến ngày mà phát thì Tuấn Dương sẽ tiếp tục chia sẻ. Ở đây là chỉ mới chỉ là cái khâu chuẩn bị thôi. Dạ, con cảm ơn cô nhé. Dạ. Vâng. Dạ, dạ. Nơi là những cái nồi rất là lớn này. Cái này nói chung là hai người lớn nếu mà có thể ngồi vào trong cái nồi này được luôn này. Đường kính cỡ cả mét, còn trẻ con thì chắc là 3-4 cháu chui vào cái nồi này ngồi được luôn. Đó. Đây hai cái nồi siêu lớn luôn. Đó, và bây giờ thì các cô chú anh chị cũng vẫn đang gói bánh rồi xếp lá chuối. Rồi thì mình sẽ tạm dừng một cái phần đầu video clip này tại đây. Mình sẽ tiếp tục còn cập nhật cái ngày phát bánh để gửi tới các cô chú anh chị. À, thấy cô gói bánh và vừa cười rất tươi, quá trời ngon. Chắc chắn là người đẹp gói thì bánh ăn lại càng ngon nha các bạn. Chúng ta mua ở chợ thì gọi là không biết là ai gói, nhưng mà ở đây thì được nhìn trực tiếp luôn. Có gì là mai cho em đấy nha. À. Bây giờ nó phải giải quyết buổi tối. Lại rồi thắt nút những cái dây này, cái này nó khác hơn bánh chưng cái là
có cái dây này để chúng ta khi chúng ta kéo lên rồi sau đó là treo ở trên gác bếp luôn. Còn bánh chưng ấy thì nếu mà treo thì nó sẽ bị méo cái bánh nha các bạn. Còn cái này thì không có bị méo bánh. Và đây mình thấy là không có dùng dây thun nhá.